Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin ngày 25 tháng 3 năm 2023 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Góc nhìn pháp lý từ việc ca sĩ Vy Oanh không đến làm việc theo giấy triệu tập. Vụ án liên quan 4 nữ tiếp viên sẽ ra sao nếu không tìm được kẻ đưa ma túy? Cán bộ tư pháp phường nhận hối lộ hơn 100 triệu đồng của dân. Nga cảnh báo thảm họa phóng xạ nếu Anh gửi vũ khí chứa uranium cho Ukraine. Ông Donald Trump cảnh báo hậu quả nếu bị truy tố. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật đến 12 giờ trưa nay, ngày 25 tháng 3. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến việc Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, nghệ danh ca sĩ Vy Oanh, đến để làm rõ đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không có mặt. Nêu nhận định về vụ việc, tiến sĩ Phan Anh Tuấn, giảng viên khoa Luật hình sự Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc mời nữ ca sĩ Vy Oanh lên làm việc là quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Do đó, nữ ca sĩ đang là người bị tố giác phải có mặt trực tiếp để làm việc với cơ quan công an. Nếu không đến thì có thể bị cưỡng chế. Việc công an sử dụng giấy triệu tập thay vì giấy mời là hoàn toàn đúng luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách 11 kg ma túy do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp chia sẻ, đến nay cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ đối tượng nào đã thực hiện hành vi mua bán trái phép ma túy để khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra vụ án, nếu công an không xác định được đối tượng đã đưa ma túy cho 4 nữ tiếp viên hoặc đối tượng nhận, thì sẽ tạm đình chỉ vụ án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật khác của những người liên quan, trong đó có 4 tiếp viên hàng không, thì cơ quan chức năng sẽ vẫn xử lý theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không xách 11 kg ma túy do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy. Hôm nay ngày 25 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã có công văn gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị và Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành về việc xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến công trình xây dựng không đúng quy định trên địa bàn xã Tân Thành. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau, công trình xây dựng không đúng quy định trên phần đất nuôi trồng thủy sản của ông Hồ An Tập, ngụ xã Tân Thành, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau ra quyết định xử phạt vào ngày 9 tháng 1 năm 2023. Hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện các bước tiếp theo để đảm bảo việc xử lý đúng quy định của pháp luật. Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của đơn vị, giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thiếu kiểm tra, chậm xử lý công trình xây dựng không đúng quy định trên phần đất nuôi trồng thủy sản của ông Tập, hoàn thành báo cáo kết quả trong tháng 3 năm 2023. Trong tờ trình chính phủ hôm qua 24 tháng 3 về dự thảo luật viễn thông sửa đổi, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất dịch vụ OTT là thuật ngữ để chỉ dịch vụ truyền thông được cung cấp trực tiếp đến người xem thông qua Internet như Zalo, Telegram, có thể được coi là dịch vụ viễn thông và cần quản lý theo luật viễn thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá dịch vụ cung cấp tính năng tương tự dịch vụ viễn thông như gọi điện, nhắn tin cần được coi là dịch vụ viễn thông cơ bản trên Internet. Các OTT như Zalo, Viber, Telegram đang được sử dụng thay thế dịch vụ viễn thông, được gọi là OTT viễn thông. Tuy vậy, pháp luật hiện hành chưa có quy định quản lý dẫn đến không đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, an toàn, an ninh thông tin. Trên thế giới đã có một số khu vực quốc gia ở châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc đã phân loại dịch vụ này là dịch vụ viễn thông và thực hiện quản lý theo pháp luật về viễn thông. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hôm nay ngày 25 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuyến, 43 tuổi, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, về hành vi nhận hối lộ.
Tuyến vốn là cán bộ tư pháp của Ủy ban Nhân dân phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn. Trong quá trình làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất cho một hộ dân trên địa bàn phường, Tuyến đã nhận hối lộ với số tiền hơn 100 triệu đồng. Tối hôm qua 24 tháng 3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ Lê Minh Long, 26 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khi đang lẫn trốn tại xã Iakyam, huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Bước đầu xác định Long là hung thủ đã sát hại nữ chủ tiệm spa ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa để cướp tài sản. Long đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Như vậy, sau một ngày phát hiện vụ án, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Minh Long. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang di lý đối tượng từ tỉnh Gia Lai về Đồng Nai để tiếp tục điều tra. Trước đó, chiều ngày 23 tháng 3, khách đến tiệm tại spa Hương Rosa phát hiện nữ chủ tiệm là chị VTMH, tên viết tắt, 41 tuổi, tử vong trên sàn nhà với nhiều vết đâm trên cơ thể. Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Văn Anh, 34 tuổi, quận Hai Bà Trưng để điều tra về hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 9 tháng 2, Công an quận Ba Đình nhận được đơn trình báo của bà Y, tên viết tắt, về việc tài khoản ngân hàng của bà bị mất hơn 469 triệu đồng. Quá trình điều tra, đội cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình phát hiện bắt giữ Vân Anh là con dâu của bà Y. Tại cơ quan công an, Vân Anh khai nhận lợi dụng sơ hở không đề phòng của mẹ chồng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền nên đã nhớ được mật khẩu đăng nhập. Vân Anh đã dùng điện thoại đăng nhập tài khoản iCloud, tài khoản ngân hàng của bà Y và thực hiện giao dịch chuyển tiền sang tài khoản khác để mua đổi đô la Mỹ. Sau đó, Vân Anh đến địa điểm giao dịch để lấy 19.800 đô la Mỹ rồi mang về nhà cất giấu, đợi một thời gian sẽ đem đi bán dần để lấy tiền tiêu xài. Công an tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Thành, 24 tuổi, trú tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, khi đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 3, tổ công tác của Công an huyện Quảng Trạch phối hợp cùng Công an xã Quảng Tùng phát hiện xe ô tô do Bùi Văn Thành điều khiển lưu thông trên tuyến đường nội thôn Di Lộc ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhìn thấy lực lượng công an, đối tượng Thành đã chống trả quyết liệt và tăng tốc xe ô tô nhằm bỏ chạy. Thầy giáo LVH, tên viết tắt giáo viên dạy toán trường trung học cơ sở Tân Dân, thành phố Hồng Tiến, quận Nam Đàn, Nghệ An, đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi xâm hại nữ sinh dưới 16 tuổi. Vừa qua, người thân của nữ sinh LTMG, tên viết tắt, học sinh lớp 9, trú tại Nam Đàn, có đơn tố thầy H lên cơ quan công an về việc thầy H xâm hại em giờ. Được biết, hoàn cảnh gia đình của em giờ khó khăn, bố mẹ đều đi lao động ở nước ngoài, em ở tại quê nhà với ông bà. Thời gian qua, thầy H có dạy thêm môn toán cho các em học sinh. Ông Lê Văn Chiên, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Dân cho biết, nhà trường đã nhận được thông báo của Công an huyện Nam Đàn về việc tạm giữ thầy H để phục vụ công tác điều tra. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị theo dõi những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 12 giờ trưa nay ngày 25 tháng 3. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 24 tháng 3 cảnh báo về tác động khủng khiếp đối với nền kinh tế và người dân Ukraine nếu nước này sử dụng đạn dược chứa uranium nghèo do Anh cung cấp. Phát biểu tại một cuộc họp, Trung tướng Igor Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân sinh học và hóa học của Nga, đã chỉ trích gay gắt kế hoạch hỗ trợ Kiev bằng đạn xuyên giáp chứa uranium nghèo của Luân Đôn. Ông lưu ý rằng chỉ các nước thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO từng sử dụng các loại đạn này trong chiến đấu. Đáng chú ý nhất là vụ Mỹ sử dụng ít nhất 300 tấn uranium nghèo trong chiến tranh Iraq. Bên cạnh đó, tướng Kirillov lập luận rằng phương Tây nhận thức rõ hậu quả của việc sử dụng những vũ khí loại này. Ông cũng cảnh báo rằng việc sử dụng bom đạn này sẽ làm ô nhiễm đất nông nghiệp. Ngoài việc gây độc hại cho người dân, bom đạn này còn gây thiệt hại kinh tế to lớn cho ngành nông nghiệp và công nghiệp Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24 tháng 3 viết trên mạng xã hội Truth cảnh báo về nguy cơ chết chóc và phá hủy nếu ông bị truy tố vì cáo buộc chi tiền cho sao khiêu dâm Daniel. Đồng thời, ông Trump cũng đưa ra chỉ trích người ta quyết định truy tố ông chỉ có thể là kẻ tâm thần thù hận đất nước. Các nguồn thạo tin tiết lộ bản cáo trạng nhằm vào ông Trump có thể được đưa ra vào tuần sau. Cùng diễn biến, ông Trump luôn phủ nhận mối quan hệ với Daniel, cho rằng khoản tiền mà Cohen đã chi cho nữ diễn viên chỉ là giao dịch cá nhân đơn giản và luật sư thực hiện giao dịch phải chịu trách nhiệm nếu mắc lỗi, không phải ông.
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa ngày 25 tháng 3. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!